Có một cái bữa đó, cái cô đó cũng nói: thầy ơi thầy, con đang thờ Quan Âm này mà đứng, mà người ta nói là con không có thờ được cái tượng đứng, tại vì số con số khổ mà thờ Quan Âm nữa, khổ hai thứ. Tiếng Anh nó kêu double khổ. Lên kiếm tượng ngồi. Bà khác đem lên tượng Quan Âm lớn. Hỏi sao vậy? Người ta nói con còn nhỏ không có được thờ tượng lớn, thôi con đưa thầy bà lớn nè, con thầy cho con bà nhỏ. Bà qua nơi chùa không có bà lớn bà nhỏ. Cho nên rồi quý vị thấy không, mình bị các cái pháp nó làm khổ mình. Rồi cái tượng Quan Âm cũng chỉ là một pháp thôi, chứ Phật có ở ngồi trong tượng đó đâu. Phật đâu có ngồi trong cái tượng đó, mà cái tượng đó là một biểu trưng để hướng tâm, chứ không, Phật không có trong tượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ, Thầy Trụ Trì cùng toàn thể chư Tăng Ni trong bổn tự Liên Hoa Đạo Tràng đã thương và tạo duyên cho chúng con, để hôm nay chúng con được về chùa và quý Phật tử cũng như có buổi sinh hoạt ở đây. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật, ngày mùng 2 tháng 7 năm 2017. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại Liên Hoa Đạo Tràng thuộc nước Na Uy. Và sau một chuyến đi Phật sự Hoằng Pháp tại Âu Châu, Na Uy là nước thứ 7 và cũng là địa điểm cuối cùng, và hôm nay cũng là buổi sinh hoạt, ngày sinh hoạt cuối trong chuyến. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được kính chào mừng toàn thể đại chúng, mong đại chúng có nhiều sức khỏe, an vui. Hôm nay quý vị có được khỏe không? Sáng nay có lạnh không? Thời sáng này Pháp Hòa đi tới đây thì vừa bước xuống xe thì có một vài Phật tử chặn lại để chụp hình. Rồi đi vô trong thăm Hòa Thượng, đi ra chuẩn bị ra giảng thì có một bác, thì tình cờ thầy trụ trì mới hỏi: sao cô đi bệnh viện về chưa, mai hết mấy mũi? Cô mới nói, cái cô đó cô không trả lời liền, cô gặp cô hướng về Pháp Hòa, cô mới nói: Phật nói thân người thì khó được, Phật Pháp thì khó nghe, mà gặp Pháp Hòa thầy Pháp Hòa phải đổ máu. Lý do là tại vì cô ở tỉnh đâu đó, mới cách đây mấy trăm cây số, cô về chùa rồi cô đi tới lui trong chùa, sao cô té cầu thang rồi phải đưa vô bệnh viện. Rồi mai mấy mũi đó để chờ nghe buổi sáng hôm nay, tại nếu cô tới cô mắng vốn trước rồi. Thì thưa, hôm nay Pháp Hòa rất là vui được thăm quý vị. Pháp Hòa đi Âu Châu, đáp xuống máy bay ở tại Anh Quốc ngày 1 tháng 6, và kể từ ngày 1 cho đến ngày hôm nay thì hầu như ngày nào cũng có nói chuyện, ngày nào cũng dời chỗ và ngày nào cũng có những buổi sinh hoạt Phật Pháp với quý Phật tử, và ít nhất mỗi nơi phải là hai thời. Thì hôm nay cũng vậy thôi, tức là sáng nay sẽ có một thời sinh hoạt với đại chúng, sau đó thì chúng ta nghỉ trưa, rồi chúng ta sẽ trở lại vào buổi chiều. Buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ sinh hoạt bằng cách là mình có những cái thắc mắc Phật Pháp, quý vị có thể ghi vào trong giấy, rồi coi ở đây có cái chuông đó, thì mình cứ đem lên bỏ vào cái chuông này, rồi chúng ta sẽ gom những câu hỏi lại để chiều nay chúng ta sinh hoạt. Như vậy thì nó vừa vui mà nó vừa trực tiếp đến những gì mà đại chúng
muốn hiểu. Thì thưa đại chúng là Đức Phật ngày xưa Ngài luôn luôn là, khi mà Ngài thành đạo rồi thì lúc đó là có Phật, là Phật bảo, và lời dạy của Phật là Pháp bảo. Và hai người đệ tử cư sĩ đầu tiên của Ngài đó là hai người thương buôn đến đi ngang khu rừng nơi Ngài còn thành đạo tại cõi Bồ Đề. Và sau một thời gian tiếp xúc thì hai vị cư sĩ này xin được quy y với Phật. Và lúc đó Phật đã quy y cho hai vị cư sĩ này bằng một cái pháp mà bây giờ chúng ta gọi là tam quy, chứ ngày thời đó mới có nhị quy thôi, là mới có Phật bảo và Pháp bảo thôi. Bởi vì Đức Phật chưa có tiếp độ chư tăng, mãi đến khi Ngài đi tới vườn Lộc Uyển Ngài mới tiếp độ chư tăng, mới có tăng bảo. Chứ còn ngay cõi Bồ Đề là mới có nhị bảo thôi, đó là Phật bảo và Pháp bảo. Thì hai vị cư sĩ đầu tiên đó quy y với Phật, quy y Phật, quy y Pháp. Và sau đó hai vị này có xin Phật một cái vật để kỷ niệm, thì bằng cách là Đức Phật đã đem tóc của mình tặng cho hai vị đó. Và tương truyền rằng hai vị đó, hai người thương buôn đó chính là hai người thương buôn ở tại nước Miến Điện thời đó đi qua Ấn Độ để mà buôn bán. Và hai sợi tóc đó đã được mang về Ấn Độ, mang về Miến Điện để tôn thờ cho tới bây giờ. Thì đại khái là vậy. Rồi đến khi Phật tiếp độ chư tăng ở tại vườn Lộc Uyển thì từ đó mới thành lập tăng đoàn, gọi là tăng bảo. Và Phật Pháp Tăng Tam Bảo được thành lập tại vườn Lộc Uyển. Và sau đó mỗi ngày tăng đoàn mỗi đông lên, và Đức Phật luôn luôn hướng dẫn các thầy là phải tiếp tục con đường của Ngài, là mỗi người đi mỗi hướng để mang giáo pháp cho tất cả mọi người nếu ai hữu duyên đến mình. Thì thưa đại chúng, Phật Pháp thì phải nói đến cái duyên, bởi vì người không có duyên thì không thể nghe được. Không phải là người ta không nghe được, người ta nghe mình nói cái tiếng thôi, nhưng mà người ta không thể tiếp thu được cái điều mình muốn nói. Cho nên nghe nó có hai loại đó. Nghe mà không nghe, nghĩa là người ta chỉ nghe cái tiếng mình nói mà người ta không hiểu mình nói cái gì. Cái đó gọi là nghe tiếng mà không nghe ý nghĩa. Nếu mà người đó nghe được cái tiếng mà thấm nhập được lời mình nói thì cái đó gọi là nghe mà nghe. Hiểu ý không? Đó, nhiều khi ví dụ thôi, bây giờ có một người bạn ngoại quốc hay là thậm chí một em người Việt Nam nó ngồi đây, nó hoàn toàn nó không hiểu tiếng Việt, hỏi con có nghe gì không? Dạ con nghe mà con không hiểu. Vậy thì bây giờ có nhiều khi chúng ta không phải là không hiểu, nhưng mà cái điều mà mình muốn nói đó người ta nghe, người ta chưa thấm. Người ta chưa thấm, bởi vì khi chưa thấm thì không thể nào phát tâm được. Cho nên nhiều khi mình rất có tâm muốn giúp cho người này phát tâm tu, người nọ phát tâm tu, nhưng chúng ta thiện chí thì có, nhưng chúng ta vẫn phải hiểu một điều rằng duyên đến thì mới được. Cũng giống như mình cho nước vào trong cái ly, mình muốn nó đầy mà mình bỏ có một giọt ngày thì phải 30 ngày nó mới có thể nó đầy được một cái ly nước đó. Thì người nghe Phật Pháp hay tất cả chúng ta, có nhiều khi người ta thường nói có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ một buổi chiều mình gặp người ấy mình yêu đến già. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Đi hết nửa đời người mà không kiếm được. Vậy mà duyên nó đến. Có khi chỉ một buổi chiều mình gặp người ấy mình yêu đến già. Thì cái gì vậy, thì chúng ta đều nói tới cái gì? Tới cái duyên. Nếu mà không có duyên thì không có gặp được. Vậy thì tất cả chúng ta đây có duyên chưa? Có duyên rồi. Nhưng mà hôm nay được gặp thì gọi là đủ duyên, chứ không phải là không có duyên.
chúng ta có duyên Phật Pháp, cho nên bất cứ một ngõ ngách nào trên cuộc sống này chúng ta đều tiếp xúc với nhau hết qua Phật Pháp. Mà đặc biệt nữa đó là duyên là gì? Là những điều kiện đưa cái đó đến gần mình. Nếu không có cái YouTube, nói theo người Việt Nam là YouTuber, nếu mà không có cái YouTube đó thì chắc gì chúng ta được gặp nhau hôm nay. Bởi vì nó thiếu cái duyên móc nối. Cho nên nhá, cái hạt đậu gieo xuống đất, đất là một duyên, đậu là một duyên, nhưng mà đất với đậu nó phải duyên với nhau để nó đủ điều kiện nó trở thành một cây đậu. Cho nên nhân quả chỉ là một cách nói để cho chúng ta gọn gãy, nhưng mà thật sự ở khoảng giữa của nhân quả là duyên. Vì không có duyên thì làm sao nhân quả nó có mặt? Nhân là đất, hạt là đất, nhưng mà nó nhờ nhiều cái duyên nữa, như là mặt trời, sương, không khí, nhiều cái duyên đó để tạo nên. Bây giờ mình tu cũng vậy, mặc dù chính yếu là tịnh cái tâm, nhưng mà phải tạo nhiều cái điều kiện để tâm nó tịnh. Muốn tịnh tâm nhưng mà chưa có cách, cho nên giờ đại chúng tụng kinh so le quá, phải mượn cái mỏ làm duyên, phải không? Một cái mỏ trên này thắng trăm cái mỏ ở dưới. Bây giờ ở dưới là mỗi người một mỏ. Mỏ ai đấy kêu cao, kêu thấp, kêu nhanh, kêu chậm. Cho nên nhờ một tiếng mỏ trên này thống lý đại chúng để đến cái chỗ gì? Nhất thiết vô ngại. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Cho nên một tiếng mỏ cũng là một phương tiện để thống lý đại chúng. Một tâm niệm an lành nếu mình khởi lên cùng một niệm thì thống lý đại chúng. Ví dụ như giờ đây quyết định 10 giờ rưỡi sáng để chúng ta có buổi sinh hoạt này tại đây, tự nhiên chuông lắc lên, không ai nói ai, tự động đi về đây, cùng về một hướng để đến cái chỗ thống lý đại chúng, im lặng hết để chúng ta sinh hoạt nhất thiết vô ngại. Như vậy thì cái thời kinh mà chúng ta tụng đó, chúng ta tụng tự quy y tăng. Tại sao trước khi chúng ta bắt đầu thì chúng ta đảnh lễ? Bổn sư Thích Ca, Văn Thù sư Lợi, Quan Âm, vân vân. Mình mượn những Bồ Tát, những Thánh Tăng bên ngoài dẫn mình vào. Là các vị đó làm cái duyên để đưa mình vào thời kinh. Nhưng mà khi mình càng thấm nhập lời kinh rồi thì cuối cùng mình xả cái tướng để mình trở về cái chân, tức là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y ta. Đó là cái ý của chư thầy xưa. Nhưng mà giờ mới đầu mình tới đây mình làm gì? Cho nên bắt đầu các ngài mượn Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng bên ngoài để dẫn mình vào. Như vậy rõ ràng đại chúng thấy không? Tất cả sự tu hành của chúng ta, cái duyên mà trở về bên trong là phải cần có những cái duyên ở bên ngoài. Cho nên mình mượn cái tiếng mỏ để dẫn đại chúng về một thời kinh. Bây giờ đại chúng muốn thấm nhập được, muốn gọi là minh tâm kiến tánh, rõ được cái chân thật ở nơi mình, thì mình phải mượn một quyển kinh gì đó để mình tụng. Ví dụ như giờ đại chúng mấy ngày hôm qua giờ tụng kinh Pháp Hoa. Tại kinh Pháp Hoa thì mình nghe Phật nói hay là mình nghe nói về kinh đó mình chưa được biết, thì hôm nay mình sẽ được biết. Nhưng mà mở quyển kinh Pháp Hoa ra tụng, lý thì mình chưa hiểu nhiều, nhưng mà những từ ngữ đó sự mình biết, sự mình biết. Mà dù mình không hiểu 100%, mình cũng hiểu được một phần nào trong kinh Pháp Hoa đó, dù là mình hiểu những cái sự chứ chưa thấm cái lý. Bây giờ đại chúng chỉ cần nắm được chuyện thôi. Phật dạy người muốn làm một pháp sư phải có đủ 3 điều kiện: phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai. Nhớ không? Phẩm pháp sư. Mình muốn vào nhà, muốn làm một cái vị diễn giảng Phật Pháp, nói chung là không phải các thầy làm pháp sư, mà tất cả chúng ta muốn được tuyên truyền Phật Pháp thì chúng ta phải vào nhà Như Lai. Vào nhà Như Lai là vào nhà gì? Vào nhà từ bi. Mặc áo Như Lai là áo nhẫn nhục. Ngồi tòa Như Lai là ngồi tòa tất cả pháp khẩu. Người ngồi trên, người thấm nhập được 3 cái đó thì đủ điều kiện làm một pháp sư. Như vậy thì ở đây chúng ta muốn nói cái duyên. Cho nên đừng có buồn nếu chúng ta khuyên người thân mình
tu tập mà họ không tu. Thí dụ thôi, 30 năm trước ai biểu mình tu không? 30 năm trước mình y hệt như cái người mà bây giờ mình đang tiếp xúc vậy đó. Họ biểu họ đi chùa họ không đi, hay là biểu ăn chay họ không ăn, thậm chí không bao giờ mình nghĩ, mà thậm bản thân mình nhiều khi lâu lâu mình cũng giật mình, trời không ngờ bữa nay tôi đi chùa tôi mặc áo tràng tôi tụng kinh chứ trước kia tôi không có bao giờ tôi nghĩ tới đâu. Như vậy thì thưa đại chúng yên tâm, chỉ cần chúng ta cứ gieo, thậm chí ở nhà nè mình tụng kinh vậy đó, con cái mình nó đi ra đi vô nó không nói gì à, nhưng mà không chừng mình đang gieo rồi, nó thấy được cái hình ảnh của mẹ ngồi tụng kinh, nó thấy được cái hình ảnh của cha ngồi tụng kinh, và mỗi ngày mình lễ Phật đó, nhiều khi nó không nói nhưng mà nó đã, cái hình ảnh đó đã đi vào trong tâm đó. Biết đâu chừng mai mốt mình 100 tuổi rồi, con cái mình nó nhớ tới hình ảnh đó, nó nói ngày xưa mẹ mình ngày nào cũng làm điều đó, ba mình làm điều đó, thì nó tiếp tục nó làm. Cái quan trọng là chúng ta làm bằng tất cả tâm thành của mình và giữ cái thời khóa đó cho tất cả. Cho nên mình đó, thiện tri thức của con nhưng mà bằng nhiều hình thức. Ví dụ như mình dạy con mình trực tiếp, cái đó gọi là giáo thọ thiện tri thức. Nhưng mà cái cách sống của mình đó, cái cách mình dạy con nó có 3 cách. Một là mình nói cho nó nghe, hai là mình thực hiện điều đó mình làm, ba là cái cách mình suy nghĩ hàng ngày. Nhiều khi mình suy nghĩ lệch lạc rồi mình dạy cái đứa nhỏ con mình mà mình không có hay. Như Pháp Hòa thường hay ví dụ vậy. Cái gì mình không thích cái mình bắt đầu tập cho nó nói dối. Ví dụ mình dẫn nó đi đâu về ăn lát, còn nhớ nói với ba nha, mẹ với ba với con không có đi chỗ đó. Tức là mình trong cái vô tình, trong cái nhẹ nhàng vậy thôi. Cho nên giáo thọ tức là mình dạy dỗ, mà mình dạy cho con, dạy cho người xung quanh, giáo thọ thiện tri thức. Rồi vợ chồng mình sống với nhau, mình nương với nhau, mình tu gọi là đồng hành thiện tri thức. Và đồng thời những gì mà hàng ngày chúng ta đang làm cho con mình, ví dụ như mình là nấu ăn cho con, mình nấu bằng cái tâm niệm hạnh phúc. Và thậm chí mình trợ duyên cho con bằng nhiều hình thức tu, cái đó gọi là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. Cho nên mình tu mình có, mình được làm một việc thiện tri thức cho người khác, và đồng thời người khác cũng thiện tri thức cho mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như tất cả đại chúng ở khắp nơi trên thế giới, mà một Phật tử nào đó họ có được những băng giảng của quý thầy, họ thấy hay, họ để lên cái YouTube đó cho mình coi. Và đối với quý bác lớn tuổi nè, có phải tất cả những Phật tử mà người ta bỏ những băng giảng của quý thầy lên đó, quý vị đó có phải là thiện tri thức của quý bác không? Phải rồi. Những vị đó là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. Người ta hộ cho mình hình thức nào đó để mình tiếp thu được Phật. Bây giờ mình muốn tụng kinh mà không ai in kinh cho mình tụng hết thì làm sao? Tạo thành để người mình muốn tụng kinh có người in quyển kinh cho mình, người đó là ngoại hộ thiện tri thức. Cho nên mình tu mình rất cần cái duyên, một cái duyên đặc biệt, đó là thiện tri thức. Không có thiện tri thức thì mình tu cũng ok, cũng được, nhưng mà làm sao nó lui sụp, hoặc là nó không có được niên mặt. Thí dụ bây giờ 2 ngày nay đại chúng tập hợp về đây, mà nếu mà sống chung với chúng suốt 2 ngày thời khóa, vậy là quý vị đi theo đại chúng. Mặc dù thỉnh thoảng mở quyển kinh ra tụng, có người nhắm mắt ngủ một chút, mệt quá, tôi chưa bao giờ ngồi tụng kinh mà liên tụ tì như vậy. Thậm chí ngay cả giờ phút này, rồi sáng giờ bắt thức sớm là tụng kinh nè, rồi giờ bắt ngồi đây nghe nữa, bắt đầu nhắm mắt thiền định nè. Nhưng mà không sao, mình ngồi đó là mình cho nó nhập định chút cũng được. Rồi mình nghe khúc có khúc không, cái đó kêu là nhạc rap đó. Và đồng thời thỉnh thoảng mình có nghe nhạc Đức. Nghe nhạc Đức rồi cuối cùng mình nhạc rap. Nhưng mà nhờ như vậy á, nó cũng là một cách trợ duyên để nó không có chiều theo cái bình thường mình sống với đại chúng, thì nhờ cái lực của đại chúng. Cho nên tăng á, nghĩa là hòa hợp, thanh tịnh, mà mình sống chung với chúng á, là có cái lực nó đẩy mình. Cho nên vì vậy mà gặp nhau mình kêu đạo hữu đó. Đạo là con đường, hữu là một người bạn. Đạo hữu nghĩa là người bạn chung một con đường. Hễ thấy người kia lệch lệch cái mình kéo lại, thỉnh thoảng mà ngó xuống mà thấy
một vị ngồi kế bên bắt đầu gật gật, cái người kia đưa cái tay nhẹ nhẹ dỗ dỗ, cái người kia tỉnh được vài phút, rồi lát cái nhắm mắt nhập định tiếp, cái người kia dỗ dỗ, ngoại hộ thiện tri thức. Còn không thì mình gọi là khiều bóc thiện tri thức. Nhưng mà khiều bóc để mà tỉnh mà tu, chứ không phải là nói bóc nó nói gì. Nhưng mà thưa nhờ vậy đó, cho nên rồi tụng kinh hay là tất cả những gì quan trọng là chúng ta có được cái con mắt pháp để chúng ta nhận ra đó. Ngay cả cái khó khăn của mình trong cuộc sống đều là thiện tri thức của mình cả. Nhưng mà thiện tri thức bằng một con người hay là thiện tri thức bằng một cái công việc, sự việc nó đến với mình, nhờ cái sự việc nó đến mà mình tỉnh ra nhiều điều, nhờ sự việc nó đến mà chúng ta hiểu ra nhiều. Cho nên tất cả nó tùy vào cái nhìn của mình. Rồi cái nhìn đó là gì? Đó là chánh kiến. Chánh kiến tức là có cái thấy đúng đắn về tất cả các pháp. Mà khi thấy đúng đắn rồi thì không có cái pháp nào là pháp dở hết. Vì vậy cho nên trong Phật có câu gì? Tất cả các pháp đều là gì? Đều là Phật pháp. Mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Tại vì thí dụ bây giờ người ta chửi mình, nhưng mà nếu cái tâm bình thường mình nghe thì mình nghe là người ta chửi. Nhưng mà nếu mà lấy cái tâm Phật pháp mà nghe, ồ người này đang giúp cho mình thành tựu hạnh nhẫn nhục, vậy thì cái đó không phải Phật pháp, mà rốt cuộc vô mình thành ra Phật pháp. Vì vậy mà có một vị tổ mới nói đó, người tà, xin lỗi, người chánh nói pháp tà, người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người chánh mà nói pháp tà, tà pháp cũng thành chánh pháp. Thì cũng giống mình, nếu mình mà có con mắt tập tu đó, thì tất cả cái gì lọt vô tai mình đó, thành ra gì? Thành ra chánh pháp đó. Vì mặc dù đó là tà, dù ta chửi mình, ta nói móc mình, biết hết, hiểu hết, nhưng mà vô tai mình, ồ, cái này giúp cho mình tu. Nhưng mà hễ mà người tà mà nói chánh pháp á, tà pháp, chánh pháp cũng thành tà. Vì cái người này họ luôn luôn phóng vào ví dụ thôi. Bây giờ mình tâm sự với một người bạn, mình nói chờ bữa nay người bạn tôi rủ tôi làm từ thiện. Nếu mà cái người mà người ta nghe, ô vậy hả, rồi chị có phụ không, nếu có chị cho tôi phụ. Còn nếu thiệt không đó, ở đó mà tin mấy người đó đi nghe, gặp tôi là tôi không cho đâu ạ. Đây là cái người mà luôn luôn khởi cái tâm nghi ngờ đủ kiểu hết, cái nghe điều thiện ra bác ra. À, cái người mà người ta luôn luôn tâm thiện, ta nghe chỉ còn chỗ không cho tôi hùn 5 đồng 10 đồng, hay là thậm chí không giúp nhưng mà khuyên. À, ví dụ bây giờ thấy con mình bắt đầu đi chùa, sao lúc này thất tình sao đi chùa? Vậy mình trong đầu mình nghĩ ai vô chùa là thất tình hết. Cho nên hồi nhỏ mà đi hết tu cũng vậy, 15 tuổi mà đi vô chùa tu, 12, 13 tuổi là bắt đầu mình ở chùa rồi. Mình đi học cái mấy đứa Việt Nam nó cứ chạy theo hỏi, chú tiểu sao chú đi tu vậy, mà mình có biết gì đâu, nói thôi kệ, nói đại luôn, thất tình cái nó đánh luôn. Rồi mấy anh chàng ở Tây Phương á, anh gặp mình mặc bộ đồ tu á, anh tưởng mình là công phu master. Anh hỏi Pháp Hòa chứ du biết công phu không, chùa tôi công phu ngày 2 lần. Nó nghe chữ công phu, nó nói mấy đứa kia đụng đụng căn này, nó biết giỏ. Nhưng mà đâu biết mình công phu lăng nghiêm với cái bông sân thí thực. Thì người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Nếu cái tâm mình có chánh kiến, có chánh tuệ, có con mắt trạch pháp, cái gì nó lọt vô tai mình cũng đều biến nó thành ra pháp tu được hết. Nhưng mà cái người tà mà nói pháp chánh, chánh pháp cũng bị họ bóp méo thành tà pháp. Cho nên ở đây Phó Hòa muốn thưa đại chúng là mình học Phật nghe pháp, mình phải nghe pháp. Nghe pháp để làm gì? Để sáng tỏ những điều mình chưa biết. Và thậm chí có những điều mình biết mà biết mê lầm, biết không đúng, nhờ nghe pháp mà nó tỏ rõ được. Thứ hai là nhiều khi mình có cái nghi ngờ, nhờ nghe mà cái nghi ngờ nó được giải. Mà Đức Phật dạy nghe không phải thể nghe liền được, nghe xong rồi phải suy nghĩ cái điều người ta nói, phải tư duy điều đó, rồi suy nghĩ rồi thì thực hiện điều đó, thì mới thành tựu được trí tuệ.
còn không thì cái trí tuệ nó có phần nữa. Có nhiều vị Phật nói mình nghe pháp cũng giống như là trí tuệ bấp vế. Phật gọi là trí tuệ bấp vế. Tại sao là trí tuệ bấp vế? Lấy nắm kẹo để trên cái bắp đùi mình đang ngồi nè, xong mình đứng dậy thì kẹo nó làm sao? Nó rớt. Phật nói nhiều khi có nhiều người nghe cũng y chang như nhận Phật pháp cũng giống như là kẹo để trên đùi, đứng dậy cái nó rớt. Có nhiều khi nghe cười vui, thầy giảng hay quá, rồi hỏi hiểu gì không? Dạ không. Hỏi có nhớ gì không? Không nhớ. Nhưng mà nghe hay, biết hay vậy thôi mà không biết hay cái gì. Cho nên nhiều khi mình Phật, trong Phật pháp đặc biệt là nghe mà khoan tin, nghe là phải suy nghĩ, suy nghĩ điều đó rồi mình mới thực hiện. Cho nên đó, nghe pháp để làm gì? Nghe pháp để chúng ta minh định cái nào của Phật, cái nào phải của Phật. Hồi sáng có một Phật tử mới hỏi, con nghe ở trong chùa hay tụng cái câu tồi tà phụ chánh, còn bị gì thường thường ngoài đời mà nghe chữ tồi là thấy sợ rồi, mà sao ở đây chữ tồi là gì mà trong kinh đã nói câu đó đặt. Thì Pháp Hòa mới giải thích, chữ tồi là mình đẩy nó ra, tồi tà nghĩa là cái gì nó lệch lạc mình phải đẩy nó ra, phụ chánh nghĩa là mình phải trợ lực cho cái chánh nó hiện. Cho nên cái tinh thần tồi tà phụ chánh là tinh thần của Phật tử. Mình phải có một cái tinh thần đẩy cái gì nó lệch lạc. Chữ tà nghĩa là lệch lạc, chữ chánh nghĩa là ngay ngắn, đúng đắn. Cái nào nó không đúng phải cho nó ra chứ không thể để. Ngay cả trong tâm thức của mình, nhiều khi một nghe pháp xong rồi thỉnh thoảng quý vị phải làm cái tinh thần tồi tà phụ chánh, đẩy những cái tư tưởng đó ra khỏi cái tâm thức của mình. Nam mô tồi tà phụ chánh. Mình làm được như vậy mới hộ pháp chư tôn Bồ Tát đó. Quý vị hay niệm câu đó, Pháp Hòa ví dụ một cái chuyện mà Pháp Hòa nói hoài đó, là cái chuyện chụp hình ba người. Cứ rất sợ chụp hình ba người. Hỏi tại sao vậy? Sợ xui. Hỏi sao xui? Không nói được. Mà bây giờ mình nhìn lên chánh điện coi, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng ba, mà ta đứng hoài có sao đâu. Phật Thích Ca, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát cũng ba, chùa thờ Phật Thích Ca, bên Quan Âm, bên Địa Tạng cũng ba, có sao đâu. Các ngài cũng ngồi im đó mãi mãi, mình lại tới hồi mình chết ngài cũng ngồi đó. Cho nên không có sợ ba. Rồi thậm chí người khác sợ ba, nhảy vô cho thành bốn cũng không được luôn. Tại sao vậy? Sanh lão bệnh tử. Nhưng mà tại sao mình nghĩ sanh lão bệnh tử mà không nghĩ cách khác là từ bi hỷ xả? Mình không nghĩ là giàu sang phú quý. Tại sao có nhiều chữ khác mình không nghĩ, lại nghĩ chi cái chuyện là sanh lão bệnh tử? Trời ơi, đun cái mâm khay quả lễ đám cưới đó mà lựa sanh lão bệnh tử, vậy lấy con sanh à? Một người sanh thôi, còn lão bệnh tử bỏ. Con nó mời bạn nó về phụ bưng mấy khay quả, sắp cả hàng dễ má nó vô lựa sanh thằng này được, ba thằng này cho ra. Không lẽ là tính cách đó sao? Cho nên quý vị thấy không, cái đó là một thứ lệch lạc, đẩy nó ra khỏi cái tâm mình, đừng để nó. Tại sao Pháp Hòa cứ nói là tại vì mỗi lần đi đâu Pháp Hòa đứng chụp hình, Pháp Hòa đứng giữa, rồi cái hai vị chạy qua hai bên, không được đâu, chụp đi em đứng em hứng cho. Trời đất ơi, cả ngàn người mà cứ đứng đó không được hoài. Pháp Hòa nói tùy hứng cho. Vậy hả thầy? Vậy thầy chụp. Nghe người khác chịu là mình phái liền. Cho nên mình phải có con mắt trạch pháp. Mà người mà có chánh kiến được như vậy thì mình mới tồi tà phủ chánh. Đừng có nói tồi tà phủ chánh cho Phật pháp. Ngay bản thân mình tu xong rồi, mình tu có an lạc mà không có tồi tà phủ chánh, tu hồi khổ lắm. Tại vì mình cứ bị những cái tà kiến đó nó sai sử mình, nó làm lệch lạc. Quý vị cứ tụng kinh Pháp Hoa đi, không bao giờ có chuyện gì đâu. Đừng có nghe người ta nói tụng Pháp Hoa nóng tánh, gia đình xào xáo rồi không tụng. Đó là mấy cái ý niệm lệch lạc. Làm gì có cái chuyện mà tụng kinh mà gia đình mình xào xáo. Vậy thì cái đó đâu phải kinh Phật, cái đó kinh của tà giáo chứ không phải của Phật giáo. Mà một người Phật tử mà tụng kinh mà có những cái tư tưởng như vậy thì làm sao có thể an trụ trong chánh pháp được. Mà hễ cái nó là luôn luôn cái tập nghiệp, cái gì nó hút theo cái đó. Thể người thích dị đoan mê tín là thành ra nó hút
nghiệp lực nó hút quý vị. Ta thấy chỗ nào lắc lắc kéo kéo là chạy tới. Tại vì cái người mà người ta không có cái tâm đó thì không chấp nhận được. Cho nên là phải nghe pháp. Nghe pháp để nó minh được cái điều mình đang tu tập. Và đồng thời những chúng ta nghe pháp rồi thì chúng ta thấy ô tất cả mọi thứ xung quanh mình cái nào cũng đều là pháp tu của mình hết, chứ có cái gì đâu mà mình phải lo. Cái điều mà nó không đúng nhưng nó vô tay mình rồi thì mình cũng sẽ biết uyển chuyển để làm cho nó được. Cái người mà biết nấu ăn rồi không cần là gì hết, chỉ cần bước vô bếp thấy cái đống rau đó là có thể nghĩ ra món ăn gì, người ta biết cách thôi. Cái người biết đánh võ không khi nào đi đâu cũng phải cầm cây kiếm, thậm chí hữu sự lấy một cái nhánh cây khô cũng biến thành ra vũ khí. Thì mình là Phật tử cũng vậy, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm và lúc nào mình cũng có con mắt chánh pháp để mình nhìn tất cả mọi sự vật xung quanh. Thì từ đó cái tâm thật sự ra mình làm vậy đâu có ai lợi, chính bản thân mình trước. Tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, nó an ổn, nó không có bị những cái bức xúc, bực bội, nó làm khổ mình. Cái quan trọng là chính cái tâm thức của mình mỗi ngày mình tiếp xúc với mọi người. Còn ai thế nào, làm sao mình đủ để mình, cái lực để mình xác định người đó là ai, phải không? Bây giờ mình xác định mình còn cái tâm gọi là tiêu cực nhiều không? Mình còn nhiều quá thì tu thì cũng có nhưng mà không an ổn. Bởi vì con mắt của mình nhìn chỗ nào cũng trật, chỗ nào cũng sai. Ví dụ như mình nói cúng Phật phải cúng ba chén, ví dụ vậy. Hay là mình nói cúng Phật phải để muỗng, để đĩa. Tất cả những cái đó rồi mỗi ngày mình cứ bị những cái cỏ nó làm cho cái tâm mình phiền mà mình quên mất là mình là một mảnh đất màu mỡ, đất tâm của mình màu mỡ. Đừng để những cái cỏ hoang đó nó mọc rồi nó làm ung tùm ở trong cái mảnh đất tâm của mình, nó uổng đi. Cho nên mỗi ngày mình phải học nhổ cỏ. Nhổ cỏ là gì? Tức là cái gì nó nhẹ nhẹ, nó nhỏ nhỏ, nó mới rớt trong tâm mình, đem nó ra đừng để. Bởi vì nó mọc một cái rồi là nó phóng, nó nhảy dữ lắm, không có thể nào mình mất thời gian lắm mình mới có thể tiêu hao được nó. Nhà mà muốn sạch sẽ đó, hễ cái gì vừa rớt lên máng nó lên liền. Chén ăn xong rửa thì lúc nào xin nó cũng sạch. Phòng ốc của mình hễ cái gì nó vớ vừa xong úp cất lên liền là ít khi nào nhà mình bê bối. Nhưng mà sở dĩ cái nhà mình nó bừa là tại vì mình cứ ý ý, không sao, có một cái mà để yên đó, hai cái mà để yên đó, tới hồi nguyên xin cái thấy ngán quá làm nổi. Thì thường thường là quý vị để ý, cái nhà mình nó dơ là tại vì mình ỷ y một cái hai cái đâu có sao, tư vấn. Nhưng mà nếu cái gì nó vừa lọt ra ngoài cái phạm vi của nó, cất nó lên liền là nó yên. Cho hồi đó có hoài dạy mấy chú nhỏ ở nhà cũng vậy, tại làm sao mà một chút xíu không làm liền, đợi cho nó vừa ra đó rồi thấy ngán ngẩm không làm. Mà khi mà mình, khi mà người lớn mà đi ngang mà thấy không chịu nổi là phải la, tại là cái đó nó ảnh hưởng người khác. Thì Pháp Hòa hay nói, nhiều lúc Pháp Hòa hiện tướng Atula. Pháp Hòa nói từ hồi mà có đệ tử rồi cái là bắt đầu mình thành Atula, bắt đầu mắt phải trợn lên. Chứ còn mình chưa có thì mình làm Bồ Tát, ăn cơm cũng phải la, rồi làm việc gì cũng phải nhắc. Nhưng mà cuộc sống là nó phải có những cái mà mình phải nhắc nhở. Nhưng mà từ đó chúng ta tìm ra được Phật Pháp ngay trong cuộc sống. Cho nên đối với Pháp Hòa, cuộc sống hàng ngày những cái gì nó xảy ra, Pháp Hòa đều tập nhìn nó và làm sao mình rút được một cái bài học từ ở trong đó. Nhiều lắm. Ngay cả ví dụ như đang lái xe, đường nó đi thẳng bằng vậy, nhưng mà cái tay của mình không thể rời cái tay lái được, lúc nào cũng đặt cái tay mình lên đó. Cũng như thế, trong cuộc sống của mình có nhiều khi nó thuận nhưng cũng không thể lơ là. Vì mình lơ là một cái là cái tay lái mình nó lệch rồi. Thì Pháp Hòa nói với mấy chú, thường thường đi xe và chở mấy chú đi học, Pháp Hòa hay nói mấy chuyện vậy đó. Nè con thấy không, đường bằng phẳng vậy đó, nhưng mà mình không thể thả tay mình ra được. Cuộc sống của mình cũng vậy, thấy nó bằng phẳng, nó vui, nhưng mà đừng có ý nó lệch một cái là nó ra liền. Mình tu cũng vậy nha. Nhiều khi mà cuộc sống của mình thuận, thuận nhiều quá, cái bắt đầu mình lơ là. Mà chính cái lơ là đó, mình dễ bị vấp ngã. Rồi
Rồi Pháp Hòa mới nói, con thấy không, có những cái đường mình đi nhưng mà thật sự nó là một con đường cong. Nhưng mà tại vì mình không có phóng xa, mình nhìn là cuộc sống cũng vậy. Nó có những cái đường cong. Nhưng mà nếu mà mình lấy cái tâm và cái từ bi và trí tuệ của mình đi theo nó đó, mình không thấy nó quá cong. Mặc dù mình đang cong đó, nhưng mà mình thấy, ủa, đi tới đây nó cũng trở về với mình, đi tới đây trở về mình. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nó cong queo à. Cầm một cây nhang lên, nếu cây nhang đó cong, đừng có bẻ cái cục nó gãy. Lấy cái bàn tay của mình bẻ theo, lấy cái thân cây nhang nằm trong bàn tay mình bẻ theo nó, thì cái cây nhang đó nó thẳng mà nó không gãy. Mình chỉnh ai cũng vậy. Quý vị thấy mấy người mình ta làm cái nghề bẻ xương, chỉnh xương không? Ta đâu có cầm ta làm đó, ta nắm từ chỉnh cái xương đó. Rồi Phật pháp cũng vậy, không phải cái điều đó nó sai rồi bẻ cái rụt cho nó gãy. Và chúng ta phải lấy cái lòng từ của mình uốn nắn nó từ từ. Quý vị thấy người ta chăn vịt đó, bày vịt nó đi cầm cây, thể mà nó lệch cái lùa lát nó luôn. Ta thử ra nhẹ thôi, chăn trâu, chăn bò, chăn vịt, chăn gà, chăn dê gì đó, ta cầm cái cây nhẹ, dỗ. Cho nên Phật mới nói người tu phải có cây roi. Mà cây roi đó để làm gì? Cây roi đó Phật gọi là roi gì? Roi tinh tấn. Người tu phải có cây roi tinh tấn. Trời ơi, mình có nhiều con ma giải đãi lắm. Con ma giải đãi mà bữa nào mà mình mệt cái là bắt đầu nó nói với mình, nó nói tỉ tê, nó nói hay lắm. Mệt thì ngủ đi, chứ Phật đâu có biểu ngồi tụng chi cho cực vậy. Đó. Đó, nó nói ăn chay tháng nào cũng có, mà bạn đám cưới một tháng có một lần mà má ăn buồn có sao đâu. Nên tôi nói có cách nó đó. Rồi mình nghe. Cho nên chữ giải đãi là gì? Giải là cái thân mình mệt, đãi là cái tâm mình đã chịu. Hai chữ giải đãi như vậy đó, thân mà mệt, tâm mà chịu kêu giải đãi. Còn tinh tấn là gì? Mình tin tưởng sự việc mình cần làm, cho nên mình làm không mỏi mệt, gọi là tinh tấn. Ví dụ như là mình biết á, mình ngồi thiền tịnh cái tâm. Thờ ngồi thiền không phải thành Phật. Đừng nghĩ ngồi thiền đã thành Phật. Mình ngồi thiền để mình thành một con người chính mình là đã khó rồi. Một con người tĩnh lặng, sống luôn luôn biết quan tâm người khác, biết nhìn mọi vật mọi việc xung quanh là đã quý rồi. Làm Phật chi cho nó xa. Mà ngồi thiền là một cái công thức để tĩnh cái tâm thôi. Cho nên mỗi người phải có tập mỗi ngày 15 phút ngồi. Ngồi làm sao cho cái tâm mình nó yên. Mà khi tâm nó yên, nó giống như ly nước mà nó lắng vậy đó. Và ly nước nó lắng là thấy trong tâm mà nó lắng, mà thấy mọi sự mọi việc rõ ràng. Chừng mà quý vị để ý, mà khi mà quý vị thấy mỗi sự việc nhỏ nhẹ vậy mà mình ứng dụng trong cuộc sống, mình vui cực kỳ, vui cực kỳ. Pháp Hòa nói đó là kinh nghiệm tu của mình thôi, chứ không có, Pháp Hòa không phải là nói để mà gọi là sách vở, nhưng mà tự bản thân Pháp Hòa. Nhiều khi mình sống, Pháp Hòa ví dụ như giờ mình đi ra mình mua cái đó 3 món, mà cái cô tính tiền cổ quên, cổ tính sao có 2 món, cổ bỏ một giỏ cái mình thấy đó. Nhưng mà cái niệm ban đầu là thôi kệ nó, cho nó luôn đi, chả thêm nữa má chồng. Nhưng mà nếu mà mình đủ cái, mình nhắc cái cô tính tiền đó, mình nhắc cái cô tính tiền đó để cổ tính, mà tự nhiên mình đi ra cái mình cũng vui, mình thắng được cái tâm tham mình dù chỉ một chút. Nhưng mà nếu mà mình đã lỡ không thấy, mình đi ra rồi xong mình trở lại, mình muốn chứng minh mình là người tốt, cô này tính tiền ẩu, coi chừng cái từ bi đó hại cổ mất việc. Vì cổ biết mà mình trở lại thì chủ thấy, sếp của cổ thấy là cô này làm việc thất trách, thiếu trách nhiệm. Cho nên nhiều khi á, từ bi nhưng mà chánh niệm nó cũng nói cho mình cần thiết không. Nếu mà trở lại để chứng tỏ mình là một người ngay, nhưng mà cô này mất việc nè, nếu mà mình thấy ngay lúc đó chỉnh liền để cho cổ đừng mất việc. Cổ tính tiền đúng mà mình có không khởi cái tâm tham. Nhưng mà nếu lỡ mình không thấy mà về tới nhà rồi thì thôi, cái đó là lỡ mình không thấy và cổ cũng sơ ý, chứ cả hai đều không cố tình. Nhưng nếu trở lại mà để cố tình chứng minh là mình người ngay thì coi chừng cổ mất việc. Thì trong cuộc sống là
cái chánh niệm nó cho mình là như vậy. Có nhiều khi mình nói một cái điều thật với bạn của mình về một người kia, vì hai bên đang nói xấu nhau cho mình nghe. Mình tới chị A, tôi thân với chị quá, tôi không thể, tôi không nói được. Tại vì tôi cũng tu mà, tôi giữ giới nói dối. Cho nên là bà A bà nói gì cho chị nghe tôi nói hết. Nói xong A, B đánh lộn. Thì đâu phải mình nói vậy là nói đúng. Nói dối. Nhưng mà nói dối để làm gì? Bà A bà hỏi bà B có nói gì tôi không? Dù có nói, dạ không có. Mình nói không. Nhưng mà cái không đó mình chánh niệm dữ lắm. Mình biết tại sao không. Không là vì đây là cái lời nói không có tốt. Nói với nhau rồi nó xích mích. Cho nên trong Phật Pháp nó hay ở cái chỗ đó. Không phải cái khung như vậy mà chúng ta phải làm vậy. Mà chúng ta hiểu được. Cái đó gọi là gì? Cái gọi là biết Pháp. Hồi nãy Pháp Hòa giới thiệu ha. Thiện tri thức. Nghe Pháp. Bây giờ nó ta biết Pháp. Biết tại sao? Vì mình biết tất cả cái Pháp, chữ Pháp đây là gì? Là Phật Pháp, mà cũng là tất cả mọi sự việc nó đang xảy ra trong cuộc sống mỗi ngày của mình. Cái bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình cần giải quyết một cái khó khăn với ai đó, mình phải biết cái vấn đề đó. Và chánh niệm nó sẽ giúp cho mình thấy rằng việc này với người này và người này là người như thế nào, và chúng ta phải chuẩn bị cái gì để mình có thể nói chuyện với người này. Ngay cả quý vị ứng dụng mọi việc trong cuộc sống tu hành của mình đi. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ đại chúng đi thọ Bồ Tát giới, đắp y nâu. Nhưng mà đại chúng biết là cái y nâu đó nó không có trong Phật giáo Việt Nam. Cái y nâu đó là của Phật giáo người Hoa. Tất cả cư sĩ và thọ năm giới là đều có đắp y nâu hết. Phật giáo Việt Nam mình là chỉ thuần túy có cái áo tràng lam thôi. Dù cho mình thọ Bồ Tát tại gia giới. Nhưng mà sau này chư Tôn Đức hải ngoại cho các vị Bồ Tát tại gia cư sĩ đắp cái y nâu đó như một sự khuyến khích. Cho nên mình thọ Pháp, tức là mình thọ cái y đó. Nhưng mà mình biết cái Pháp. Biết cái Pháp nghĩa là đây là một cái Pháp phương tiện, như một sự khuyến khích cho tất cả cư sĩ tại gia thọ Bồ Tát giới, để chúng ta tự nhắc nhở mình tiếp nhận cái y này nó còn nặng nề hơn nữa. Nghĩa là chúng ta phải tiếp nhận sự nhẫn nhục, nhu hòa, sống đúng với tinh thần của tấm y màu nâu. Nếu mình nhận Pháp như vậy, mình biết Pháp như vậy, mình dụng Pháp như vậy, có phải là một lỡ bạn mình không biết mình nói. Nhưng mà nếu mình nhận Pháp đó trật, mình nghĩ rằng cái y này là y cao rồi đó, cho nên mình vô trong đạo tràng là bắt đầu ai mà đứng ngay chỗ mình đẩy luôn. Chỗ này của tôi, tại tôi Bồ Tát mà. Thấy tôi đắp y nâu không? Rồi nó trật rồi. Mình tu á, Phật dạy trong kinh á, ở trong kinh Tăng Nhất Ca Hàm Phật có nói á, để trở thành một cái người dễ thương và người giỏi đó, Đức Phật dạy bốn thứ: gần gũi thiện tri thức và làm thiện tri thức cho người khác, đồng thời phải nghe Pháp, biết Pháp. Và cái chữ Pháp ở đây mà muốn nói hai phần: một là mình phải biết cái Pháp mà chúng ta đang ứng. Ví dụ như tại sao phải dùng chuông mõ trong thời kinh, là vì mình á, là cái đại chúng tụng kinh âm điệu nó không đồng, cho nên chư tổ mới chế ra hai cái dụng cụ này để cho tất cả chúng ta tụng kinh nó chung một cái nhịp. Bây giờ mình tụng có một mình à, có ai so le với mình đâu mà cần chung mở. Bây giờ về nhà khuya rồi, con nó ngủ, nó đi làm, không có tiếng mở cũng không sao, vì cái mở là để tụng chung với đại chúng cho người ta tụng đều. Bây giờ mình về nhà một mình sử dụng chuông mõ được không? Được. Nhưng mà thí dụ lỡ mà đỡ một cái hoàn cảnh mà không thể sử dụng chuông mõ được không? Được. Dụng Pháp mà phải biết Pháp. Biết cái đó lúc nào sử dụng, lúc nào không cần sử dụng, mà thậm chí bỏ nó có được không? Không hề có sao. Phải biết như vậy. Thì mình tu mình thoải mái, an lạc, mà mình làm người xung quanh cũng thấy được cái tu của mình. Còn không thì nó nói trời ơi thôi tôi ngán lắm.
Cho nên quý vị biết là quý vị nhận cái Bồ Tát Đại Gia Giới không phải là quý vị nhận cái giới để ngồi trên, mà mình nhận cái giới đó để thực hiện ba điều: làm các việc lành, lánh các điều ác, rộng độ chúng sanh. Bây giờ chúng sanh đã lỡ ngồi cái chỗ của mình rồi, hoan hỷ vô cùng, kiếm chỗ khác ngồi. Thậm chí các hòa thượng còn dạy, người ta đứng người ta nghe pháp mà ta đứng ở chỗ nắng, mà mình đang ngồi chỗ mát, nhường á. Bởi vì mình không sao, vì mình biết đường mình đi rồi. Người ta lâu lâu ta mới được nghe pháp, cho người ta cái chỗ ngồi tốt, ta nghe cho nó thấm nhập ở Bồ Tát đó. Chứ còn mình hiểu lầm, nhận cái pháp đó xong rồi là bắt đầu hễ đi đâu cũng phải quánh cái y đâu lên. Hễ ai mà thấy mình đi tới là lùi ra nhường chỗ cho mình, cho là mình đứng mình hoan hỷ vô cùng. Thậm chí mà ăn quá đường ngồi cũng chỉ thọ năm nào, tôi Bồ Tát 95 mà chị Bồ Tát 98 ngồi với chị. Mà mình đâu có nghe Quan Âm Thế Chí hỏi mấy cái vụ đó. Quan Âm cũng chẳng hỏi Thế Chí Bồ Tát là ông Bồ Tát năm nào. Mình không hiểu pháp mà không ứng dụng pháp, tu càng nhiều càng lâu rồi cái pháp làm khổ mình. Cho nên tất cả pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vô minh ở cái chỗ là không biết pháp. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng. Giải thoát là gì? Giải thoát là ăn gì cũng ngon, ngồi đâu cũng được, miễn là mình ở trong đạo tràng. Pháp Hòa ví dụ như giống như ngay trong giờ phút này, ở bên cánh gà bên này có những Phật tử ta đang đứng ta nghe, chứ ta có được ngồi như mình đâu. Nhưng mà ta vẫn hạnh phúc, vẫn giải thoát như thường. Nhưng mà nếu ví dụ mình ngồi đây, trời ơi, ông nói cái gì mà tôi bực bội ghê, tại dung dung dính tôi ở trọng hết trơn. Trong cảnh giải thoát mà xâm răng. Thưa là đừng có giận em. Vì cái đó là cái gì? Bác sĩ mà nói được cái bệnh của mình mừng, tại vì ta khám cho mình biết được cái bệnh của mình. Ở đây thì Pháp Hòa dựa theo một lời kinh để cho đại chúng rõ cái gì gọi là trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh. Chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Người mà giác ngộ rồi á, là người ta làm gì ta cũng thoải mái bình thường. Chứ một người đệ tử tới hỏi Ngài Đạt Ma, thưa Thầy, tâm con bất an, xin Thầy hãy an tâm giùm con. Tổ Đạt Ma nói, đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thì cái ông này, ông phải muốn đi tìm cái tâm bất an thì ông phải đi ngồi xuống kiếm. Ông ngồi xuống kiếm thì hãy ngồi xuống kiếm thì tâm nó làm sao? Nó lắng xuống rồi thì bất an còn không? Không. Ông mở mắt nói, dạ thưa Thầy, con tìm tâm bất an không ra. Tổ Đạt Ma nói, vậy tôi an tâm cho ông rồi. Thật sự ra cái bất an là do mình móng động cái tâm thôi, chứ còn tâm mình vốn an. Bây giờ muốn tìm cái bất an thì tìm, và muốn tìm thì phải lắng xuống đây mà tìm. Tìm mà lắng rồi thì kiếm không ra. Ngày Nhất Hưu á, Ngài đi ngang một cái chỗ đó, thấy mấy người cư sĩ Phật tử chùa ở trên cái đồi núi và đem kinh ra phơi. Rồi cư sĩ Phật tử chạy đứng ở dưới cái đồi núi này để chờ gió đi ngang qua cuốn kinh, cái tấp vô người họ. Cái họ nói vậy là có phước, vậy là thông minh đó, nhờ kinh bay vô đầu mình, trí tuệ như hải. Ngài Nhất Hưu, Ngài đi ngang, Ngài hỏi mấy ông làm gì vậy? Nói dạ con đang hứng gió phơi kinh. Ngài nghe xong, Ngài không nói gì hết, Ngài tuột quần tuột áo rồi hết, Ngài đứng trơ trơ ngay cái rửa nắng vậy. Hòa thượng làm gì kỳ với hòa thượng? Ông nói tôi đang phơi kinh. Trời ơi, cái thân trần truồng này kinh đâu đâu. Quý vị không hiểu cuốn kinh rồi. Cuốn kinh đâu phải trong tờ giấy. Có phải mình là một cuốn kinh không? Bây giờ Khoa hỏi, quý vị thuộc bài nguyện đem lòng thành kính không? Quý vị thuộc chí tâm lãnh lễ không? Quý vị thuộc chú Đại Bi không? Quý vị chuộng Bát Nhã Tâm Kinh không? Vậy mỗi người mình làm cuốn kinh thuộc nhật tụng rồi chứ gì nữa. Nhật tụng là gì? Nhật là mỗi ngày, tụng là tụng niệm. Kinh nhật tụng nghĩa là kinh tụng niệm mỗi ngày. Vậy thì mỗi người chúng ta ai cũng có một quyển kinh nhật tụng hết. Nhưng mà mình tụng trật.
mình lải nhải với con hoài, với nó nói sao má ơi con nhiều má tụng hoài con nghe con mệt. Mấy ông tiểu nhà Pháp Hòa nói thầy ơi thầy tụng tụi con hoài. Nhiều khi mà nói bữa nay mới tụng đại bi thôi chưa hồi hướng. Vậy thì thưa đại chúng là nếu chúng ta thuộc kinh, ví dụ vậy đi, thuộc kinh thì mình là một cuốn kinh rồi chứ gì nữa. Nhưng mà cái cuốn kinh mà Ngài Nhất Hương muốn nói là chúng ta phải là một cái cuốn kinh mang giáo pháp rất là sống động. Rất là sống động mà không phải là những cuốn kinh in bằng giấy, bằng chữ. Cho nên nội cái câu trong cái lời nguyện đó, trong tất cả các pháp đều là Phật pháp, thì quý vị thấy rõ ràng là các ngài muốn nói với chúng ta cái gì. Những gì mà chúng ta đang tiếp xúc mỗi ngày đây, đừng có nghĩ nó là xấu, cứ đem cái con mắt Phật pháp ra nhìn, thậm chí những người làm khổ mình, vì họ là những người tác thành cho mình một cái nhân tố. Nhiều khi á, mình sống mà mình cuộc sống mình nó thẳng bằng hoài, đôi khi nó cũng không, mình hay bị lơ là. Cho nên á, thí dụ ha, có vài ví dụ vậy thôi. Bữa nào quý vị thấy trong người ớn ớn cái làm gì? Uống thuốc liền, mặc áo lạnh vô, không dám ăn bậy, không dám ra gió, sợ bệnh. Phải không? Cũng như vậy. Hôm nào mình thấy cái tâm mình mà nó hơi hơi chưa có ổn, phải lập tức tìm cách để mà chỉnh nó liền, đừng để nó nặng nề hơn. Cho cái người mà mình học pháp mà mình, cho nên Phật gọi là biết pháp là vậy đó. Quý vị đọc trong kinh mà gặp mấy cái chữ đó mình hiểu cái chữ biết pháp là gì. Biết lời dạy này dạy cái gì và biết những cái sự việc nó đang xảy ra như thế nào. Pháp này có hai ý. Một là Phật pháp, hai là mọi hiện tượng sự vật. Như Bát Nhã Tâm Kinh nói, thị chư pháp không tướng. Nhớ câu đó không? Thị chư pháp không tướng. Vậy thì chữ chư pháp trong Bát Nhã Tâm Kinh nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả mọi hiện tượng xung quanh mình không có cái gì nó tướng thật cả. Ngay cả nhà lầu xe hơi, chùa chiền thầy tổ kinh sách gì, tất cả các pháp không có cái nào nó tồn tại bất biến hết. Nó đều là một cái khối gì duyên kết hết. Đây như cái liều chúng ta đang ở đấy bây giờ đây, chúng ta trang trí về cái giờ này kêu là giảng đường, ngày hôm qua tụng kinh kêu là chánh điện, rồi văn nghệ là tối ở đây kêu là sân khấu. Thấy chưa? Cũng cái chỗ này mà trong hai ngày mà nó ba cái tên. Ca sĩ đứng đây mời quý vị trở về hội trường, mời ca sĩ lên sân khấu. Sáng nay sân khấu còn nguyên mà mời em lên kêu lên pháp tòa. Đó, quý vị thấy không? Tất cả các pháp, có cái pháp nào mà mình muốn đặt nó pháp gì cũng được, mà không có pháp nào là pháp nào hết. Đây là sân khấu cho ca sĩ hát, cũng là pháp tòa cho tu sĩ diễn. Không? Rồi bây giờ cũng là cái chỗ để tụng kinh. Cho nên thí dụ một lát nữa dọn hết rồi làm thành gối ngồi thiền kêu thiền đường. Rồi tới giờ đại chúng tập hợp ở đây ngồi niệm Phật suốt ngày gọi niệm Phật đường. Rồi giờ đại chúng ngồi tụng kinh gọi là gì? Niệm kinh đường. Rồi nghe pháp thoại, nghe giảng gọi là giảng đường. Bày ra để ăn cơm gọi trai đường. Cũng cái chỗ này mà hễ cái tướng nó đổi thì cái tên nó đổi. Ngày hôm qua còn nguyên tóc cái ê chị, tới hồi ta xuất gia xong chào cô. Thấy chưa? Vậy thì quý vị thấy phải hiểu được cái chữ pháp đó là mọi hiện tượng có cái nào nó ở yên đâu. Mà chính nó không ở yên, cho nên mình thấy cái người kia dở, bữa nay họ đi chùa, cha tu ha, khi nào lên chảnh nhớ kêu tôi nghe. Mình bóc người ta một câu vậy. Nhưng mà mình đâu, mình quên lời Phật dạy: tạc nhật giả xóa tâm, kim triêu Bồ Tát diễn. Hôm qua lòng giả xóa, sáng nay mặt Bồ Tát. Giả xóa với Bồ Tát cách nhau một sợi tóc. Cái người hôm qua người ta xấu do ta chưa hiểu, hôm nay người ta biết tu thì ta chuyển, có gì mà không được. Mình cũng đã từng như vậy mà thậm chí mình ngược lại nữa. Hồi mình mới tu hiền dễ thương, tu lâu rồi có quyền nhiều rồi cái bắt đầu sao giờ không có chấp tay nữa, màng giày không, nó nguy không. Nhiều khi mình tu ngược mà nó hay nữa. Nên tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, ở trong chỗ giác ngộ mà vẫn trong cảnh giải thoát mà sanh ra buộc. Cho nên nếu mình hiểu được cái chỗ đó, mình hiểu được cái câu kinh này thì
mình tu mà mình tu an lạc. Tu không có khổ, mà tu càng thanh thản, vì mình thấy cái gì cũng được. Quý vị thấy lát quý vị ra sân, quý vị nhìn các tượng La Hán có tượng nào giống nhau không? Tượng thì trừng mắt, tượng thì mỉm cười, tượng thì đưa tay, tượng thì vậy. Tại sao có các cái dáng Bồ Tát như A La Hán như vậy? A La Hán có ba nghĩa: ứng cúng, sát tặc, vô sanh. Chữ A La Hán có ba nghĩa: ứng cúng nghĩa là có khả năng nhận sự cúng dường của người khác, gọi là ứng cúng. Sát tặc là diệt những cái giặc phiền não. Vô sanh nghĩa là không còn trở lại cuộc đời khổ đau. Đó là nghĩa của chữ A La Hán. Vậy thì chúng ta là những người chỉ cần một lúc nào phiền não khởi lên, lắng nó xuống, mình là La Hán phần nữa. Nghĩa là mình làm được một trong ba nghĩa của A La Hán. Chính vì vậy mà chữ A La Hán không có dịch, phải để im chữ A La Hán. Vì A La Hán đủ ba nghĩa: sát tặc, ứng cúng, vô sanh. Dịch một chữ nào thiếu nghĩa của chữ A La Hán. Cho nên chữ A La Hán để đó im như vậy. Mà bởi vì sao? Vì theo cái cách của Ngài Huyền Trang là đa nghĩa bất phiên, nhiều nghĩa quá đừng dịch, để im đó. Giống như chữ Nam Mô, Nam Mô có 6 nghĩa, dịch một nghĩa thiếu, cho nên để im chữ Nam Mô đó. Nhưng mà khi nghe chữ Nam Mô là tự nhiên mình chấp tài, vì chữ Nam Mô nó thiêng liêng và bây giờ nó phổ thông với tất cả mọi người, ai cũng biết rồi, cho nên khỏi dịch. Chữ Phật có 3 nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, để yên đó. Tỳ kheo có 3 nghĩa, cho nên không dịch, để yên chữ tỳ kheo. Vì tỳ kheo là phá ác, bố ma, là khất sĩ. Bồ Tát có 2 nghĩa: giác hữu tình, hữu tình giác, để yên chữ Bồ Tát đó. Kinh để yên đó, vì kinh có 2 nghĩa là khế lý, khế cơ. Kinh cũng có 5 nghĩa là tuyền dũng, là nước suối chảy mạnh. Cho nên chữ Tam Bảo có 6 nghĩa. Hôm qua Pháp Hòa giải chữ Tam Bảo đó. Vậy cho nên thưa đại chúng là khi chúng ta hiểu ứng cúng sát tặc, cho nên tất cả các A-la-hán hình thù có khác. Vì tất cả chúng sanh chúng ta ngồi đây mặt mày hình thù, hình tướng cách sống khác hết. Cho nên thưa đại chúng, mình không phải chỉ có 500 A-la-hán. Sáng hôm nay ngồi đây 600 A-la-hán, 700 A-la-hán, mà mình thấy người nào cũng đang làm một công việc là sát tặc, diệt cái phiền não. Mà các vị phải diệt cái phiền não đó mới ngồi chung được vườn với nhau A-la-hán. Cho nên 18 cũng được, 500 cũng được, nhưng mà đều là biểu tượng, không có vị nào nhìn giống gì đâu. Có những A-la-hán hung dữ nhìn thấy sợ, có những A-la-hán nhìn hiền lành. Trong cuộc sống này cũng vậy, nhưng mà các ngài đều là hiện tướng gần thiện tri thức. Hồi nãy Hòa thưa là thiện tri thức có 3 ha. Ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức. Thứ hai là nghe pháp. Nghe bằng cách nào? Bằng văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là thực hành. Rồi, khi chúng ta nghe pháp rõ rồi thì chúng ta làm gì nữa? Biết pháp, biết tất cả các pháp. Bao nhiêu năm trước chỗ này đâu đẹp về phải không? Nghe thầy trụ trì nói là xưa mua nó hoang lắm, nhưng mà nhờ chúng ta để tâm vào trong đó, mỗi người mỗi tay, mỗi người mỗi việc tự biến thành cái chỗ này trang nghiêm đạo tràng. Vậy thì thưa đại chúng, có phải cái tâm của mình lúc chưa tu nó hoang giống vậy không? Nhưng mà nếu mình chịu khó mình tu, mình tỉa, mình chặt, mình đốn, mình làm hồi thì từ từ nó làm sao màu mỡ nó đẹp. Hồi xưa mình chưa biết đi vô chùa, mình đi nhanh, đi học quay nghi rồi đi chậm. Ở đó mình không biết chắp tay, nhờ đi chùa riết cái tự nhiên ai đưa cái gì mình biết chắp tay, mình chào. Cái chào là gì? Đó là oai nghi của người tu. Cho nên đó là chỉnh đó. Hồi xưa mình không biết gì hết, là một miếng đất hoang. Nhưng mà nhờ vô chùa rồi, những cái gì mà nó không phải thì nó đào thải ra hết, tự nhiên trở thành một con người có nghiêm trang, có oai nghi. Đó thì hôm nay trong buổi sáng này được cái cơ hội về thăm đại chúng ở nơi đạo tràng này là Liên Hoa Đạo Tràng. Đạo tràng nghĩa là cái nơi chốn mà quy tụ tất cả những sự tu hành.
Mà trước khi có đạo tràng phải có đạo tâm, đạo lực, phải không? Mình phải có đạo tâm mình mới tới đạo tràng được. Mà tới đạo tràng mà đạo tâm không có tới không được. Cho nên phải có đạo tâm mình mới đến được với đạo tràng. Mà liên hoa là một loài hoa sen vượt khỏi bùn nhơ. Quý vị đi nghe cái bài hoa sen có 8 cái công năng, mà trong đó có một cái công năng là lắng sự bùn nhơ. Nó gọi là trừng thanh. Trừng thanh nghĩa là làm cho nó trong lắng. Buộc một hồ bùn, nhưng mà có trồng sen thì sen làm cho bùn lắng. Chỗ nào xáo động mình phải, mình có mặt ở đó, phải làm cho chỗ đó lắng yên chứ không quấy lên nữa. Cho nên cái đó là cái tinh thần tu, mà đạo Phật lấy hoa sen làm biểu tượng. Mà quý vị tụng cái kinh đó cũng là diệu pháp liên hoa. Tại cái trường hợp này được gọi là gì? Biểu pháp. Hoa sen trong kinh Pháp Hoa là cái chữ hoa sen liên hoa đó là biểu pháp, tức là lấy cái pháp để biểu lộ cái tinh thần tu hành của mình. Và tinh thần tu đó là gì? Chúng ta ở trong cái cảnh này thấy tất cả mọi hiện. Phong Hòa nói ví dụ cái phone tai đó cũng là một cái pháp, nhưng mà nếu chúng ta biết dùng cái phone tai đó thì cái phone tai đó hữu hiệu và nó giúp cho chúng ta những lúc cần thiết vô cùng. Nhưng mà nếu mình để nó biến mình trở thành một người có nó sống không nổi thì mình biết là nó câu mình rồi đó, thay vì mình câu nó. Mà không phải cái phone tai không, bất cả mọi thứ sự vật trong cuộc sống này, cái gì mình cũng là, mình biết là phương tiện, nhưng mà không khéo hỏi phương tiện nó thành ra cứu cánh hết trơn. Ăn cốt cứu cánh là no, cứu cánh là no để sống để tu. Nhưng mà cuối cùng mình biến cái ăn nó thành ra cái cứu cánh là gì? Ăn phải ăn ngon và để rất nhiều thời gian vào cái việc đó. Phong Hòa không nói nó sai, nhưng mà vốn nó phải là tội lỗi. Nhưng mà mình hiểu, tức là Phong Hòa ở đây mà muốn giới thiệu cái gì là biết pháp đó. Quý vị làm tất cả nhưng mà quý vị biết rất rõ cái đó là cái gì để không bị nó làm mình khổ. Phong Hòa ví dụ mỗi năm Tết mình đi chùa đó, thường thường đi chùa được lì xì gì Tết á? Trái quýt, phải không? Tiếng Việt gọi là trái quýt. Mà người Hoa đó, người ta gọi là, người ta gọi là cái gì? Người ta, người Hoa gọi trái quýt là cái gì? Cái lọc, cái cấm cáp đó. Tức là cái phát âm của người ta đó là sự kiết tường. Rồi mình cũng ảnh hưởng cái chuyện đó, mình xin cái trái quýt. Nhưng mà rồi á, lỡ chùa không còn quýt cho trái cam không chịu. Tại sao biết không? Cam là cam khổ, cam chịu, mô Phật. Chữ cam đó nghĩa là ngọt. Tại sao khi nhận trái cam, ô cam lồ, mình cũng kêu cam lồ đó, mà tại sao giờ đưa trái cam không nhận? Cam lộ là gì? Lộ là xương, cam là ngọt. Cho nên Đức Quan Âm cầm bình cam lộ, nghĩa là xương ngọt. Và cái trái mà chúng ta đang ăn mà gọi là trái cam đó, bản thân nó chẳng cái trái cam gì cả, nhưng mà bởi vì cái trái đó mình ăn vô nó ngọt cho nên gọi là cam. Và từ đó cái màu của cái trái đó chúng ta gọi là màu màu cam, chứ nó có màu cam gì đâu. Quý vị thấy không? Cho nên mình dụng cái trái cam mà biết pháp trái cam cho nên không có khổ. Đi mua dĩa trái cây phải đủ 5 thứ. Cầu là cái gì? Mãn cầu. Mãn cầu là cầu xin. Dừa, mà phát âm tiếng Việt là vừa, nhưng mà mình lấy cái ý là dừa. Rồi thêm trái đu đủ là đủ. Rồi mua trái xoài, nói theo miền Tây là trái xài. Cầu, vừa, đủ, xài, 4 thứ. Không đủ, hỏi 5 thứ. Đem cái chùm cây sung nhét vô. Hỏi sao vậy? Sung mãn, đủ xài. Xứ này sung đâu nữa, lấy chùm chôm chôm nhét vô. Chôm, dừa, đủ xài. Quý vị thấy rõ ràng là mình đặt không? Thì bây giờ nếu như mà mình dụng pháp
nghe pháp, biết pháp, biết cái pháp đó là ông bà mình hay lấy cái ý vậy đó. Mà lỡ không có gì hết, đừng buông nguyên cái dĩa cam cũng không có gì khổ hết. Vì cam đây không có nghĩa là cam chịu. Mà bây giờ đặt trường hợp chữ đó là cam chịu đi nữa cũng tốt thôi. Mình sống ở cõi này là cõi gì? Trong kinh gọi cõi mình là cõi gì? Cõi này sao cõi Tây Phương được? Cõi ta bà. Chỉ nghĩa là gì? Chỉ có ta với bà. Cho nên có ta mà không có bà không được. Ta bà là gì? Ta bà nghĩa là kham nhẫn. Người muốn sống yên trong cõi này phải hiểu được cái nghĩa của cõi này là cõi kham nhẫn. Thế thì mình có phải đang sống bằng cái ý niệm kham nhẫn không? Vậy thì bây giờ những pháp gì nó đến với mình là tại sao không kham nhẫn? Phiền trách gì nữa? Mình đã chấp nhận ở cõi ta bà là cõi kham nhẫn mà. Bây giờ Pháp Hòa nói nhẫn có mấy loại. Nhẫn con người thì gọi là sanh nhẫn. Nhẫn hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn. Hôm qua nắng muốn chết, sáng nay lạnh muốn chết. Vậy mà hỏi chết không? Không. Mà chuyện gì cũng muốn chết. Vui muốn chết, ăn ngon muốn chết. Trời ơi, bữa nay chùa đãi ngon quá, tôi ăn no muốn chết. Đụng tới mình là muốn chết không? Vậy mà tôi muốn chết không? Dạ không. Thấy rõ ràng trong cuộc sống mình, ngay cuộc sống mình là mình đã tạo các cái pháp rồi. Hiểu như vậy rồi quý vị sống an lạc lắm, tu bình an lắm, càng tu càng hạnh phúc. Thấm nhập được lời Phật rồi, mỗi mỗi sự việc nó đến cho mình đem ra, tất cả các pháp đều là Phật. Mà con không rõ là theo dòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, nay mới tỏ rõ, nay mới ăn năn phụng đối trước Phật, thí dụ vậy. Nhưng mà nội hai cái câu đó đủ ăn tiền đủ sống rồi. Cái áo tràng này là một pháp, không có nó thì nếu mà lỡ không có nó thì mình ăn, thí dụ bây giờ mình biết hôm nay mình mặc đồ không có được tương tất, nhờ có cái áo tràng mặc vô để che thân. Như giờ lỡ chùa hết áo tràng rồi mà mình nhìn cũng không được, thôi mình lui ra làm sao, không có gì phiền hết. Thành thử ra thưa đại chúng, cái áo này là do người Trung Quốc với người Việt Nam mình chế ra cho mình mặc để cho nó trang nghiêm mà. Chứ thời Phật có cái áo tràng đâu. Thời Phật cư sĩ đi chùa mặc toàn đồ trắng, cho nên trong kinh gọi là bạch y cư sĩ. Rồi sau này sang tới Phật giáo nhập tới Trung Quốc, Việt Nam bắt đầu mới chế ra cái áo này cho mình mặc, để cho nó trang nghiêm thân tướng của mình khi mình vào một cái lễ Phật, một cái lễ. Vì tất cả lễ nghi là do chúng ta tạo ra. Hiểu như vậy rồi thì quý vị sử dụng các pháp, không có pháp nào làm mình khổ. Đây, sau chuỗi cũng là pháp nha. Hôm nào ngồi lần chuỗi niệm Phật, lỡ bữa nào quên chuỗi ở nhà không sao hết, niệm không, niệm lóng tay. Trời ơi, đi ra đi vô, tôi tức tôi ghê vậy, có cái sâu chuỗi mà bỏ quên. Tức tôi ghê vậy mà cả, thôi bây giờ tức làm chi, nó ngồi niệm Phật cho rồi. Có nhiều khi đeo cái mắt kiếm mà chạy đi kiếm gấp kiếm, tay cầm chìa khóa mà đi tìm chìa khóa, phải không nào? Tâm mình đã có sâu chuỗi, cứ đi tìm sâu chuỗi. Cho nên ngày xưa có một vị tổ nói, người mê chạy đầu cầu, người cởi trâu mà tìm trâu. Nghĩa là mình đang ở trên con trâu mà vẫn đi tìm con trâu. Chúng ta không hiểu rằng có thì dụng, không có dụng cách khác. Vì tất cả các pháp là gì? Đều là Phật Pháp. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Bây giờ mình khát nước, có miếng nước uống được rồi. Thế mà nước lọc tốt, tại vì mình khi mình uống nước, mình xin miếng nước uống, tâm mình chưa hề nghĩ là nước gì cả, miễn có nước uống. Nhưng mà nó khổ nói, khi nước nó tới cái gì vậy? Nước lạnh hả? Không có gì khác hả? Lúc mà khỏi cái câu đầu tiên là tôi khát nước, có nước uống không? Không nghĩ cái khác, không có một pháp nào khởi nữa. Mà khi cái đó nó xuất hiện cái vậy thôi hả? Nó khổ rồi. Con mình lớn rồi, mày không lấy vợ đi cho tao nhờ, tao hầu mày hoài, mày kiếm con nào để lo cho mày, mà nó vẫn vậy đó hả? Khổ không?
Cho nên rồi mình sống mà mình rất là khổ. Rồi khi mà nó có vợ rồi, nó có con, mày không sanh đứa con cho tao ẩm để đỡ tao già rồi ai giữ cho mày. Rồi tới hồi nó sanh ra con gái hả. Khổ quá. Cho nên mình nhớ là mình sống trong đời là cõi này là cõi kham nhẫn. Thật ra cho dù người ta đưa một dĩa cam cũng bình thường. Chẳng quá mình không phải mình đang học cái hạnh kham nhẫn sao? Mà huống chi chữ cam này nghĩa là ngọt, chứ nó có cái hề là ngọt cam là cam chịu đâu. Rồi thậm chí cái trái sung mà quý vị để lên đó, quý vị gọi là sung mãn. Rồi cái trái dừa mình để lên đó, cái tiếng của mình đâu đọc là dừa chứ là vừa, nó cũng trật lắc à. Nhưng mà lấy cái ý. Rồi giờ lấy cái ý cái người khác ta, ý là ta nói không phải sung đâu mà sung khắc, sung mãn, sợ quá bưng. Bưng cái chùm sung đang xuống. Quan Âm ngồi không yên với mình là vậy. Người ta tới nhà người ta chơi, ta nói thờ Quan Âm không có nên thờ tượng ngồi. Quý vị biết tại sao không? Vì mình có việc mình kêu ngài, ngài đứng dậy lâu. Bưng tượng Quan Âm xuống. Rồi cái đi chùa thầy có tượng nào cho con đổi không? Hỏi tượng gì? Tượng đứng. Người khác kêu chui cha thờ Quan Âm không có nên đứng, chị thấy đứng ngỏi không? Đứng là một hình thức khổ. Tại sao thờ Quan Âm đứng? Ngồi cho nó tự tại. Thế là chạy lên kêu Quan Âm, kiếm Quan Âm ngồi. Có một cái bữa đó cái cô đó cũng nói thầy ơi thầy, con đang thờ Quan Âm này mà đứng. Mà người ta nói là con không có thờ được cái tượng đứng, tại vì số con số khổ mà thờ Quan Âm nữa, khổ hai thứ. Tiếng Anh nó kêu double khổ. Lên kiếm tượng ngồi. Bà khác đem lên tượng Quan Âm lớn. Hỏi sao vậy? Người ta nói con còn nhỏ không có được thờ tượng lớn. Thôi con đưa thầy bà lớn nè, con thầy cho con bà nhỏ. Bà qua nơi chùa không có bà lớn bà nhỏ. Cho nên rồi quý vị thấy không? Mình bị các cái pháp nó làm khổ mình. Rồi cái tượng Quan Âm cũng chỉ là một pháp thôi, chứ Phật có ở ngồi trong tượng đó đâu. Phật đâu có ngồi trong cái tượng đó, mà cái tượng đó là một biểu trưng để hướng tâm, chứ không Phật không có trong tượng. Cho nên có một vị thiền sư ngồi thiền. Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để thành Phật. Ông mới lấy cái tượng Phật bằng gỗ á, ông đốt. Cái ông kia thấy tội Phật mà đem đốt tội chết. Hỏi thầy đốt tượng Phật để chi? Nói tôi đốt tượng Phật tìm xá lợi. Ông thầy kia mới nói tượng Phật làm gì có xá lợi. Nó bảo vậy sao ông biểu ngồi thiền để làm Phật? Quý vị hiểu chỗ đó không? Ngồi thiền cốt cái tâm mình tỉnh. Mà khi tỉnh rồi là trong sáng sống thành Phật đó. Nhưng mà khỏi nói Phật. Chỉ cần một con người tỉnh giác trong sáng mà sống thôi là mình làm Phật mọi nơi mọi chỗ. Còn nếu mà có một Phật ngồi nào đó, quý vị thấy không? Ngài ngồi đây, mình đi ngủ Ngài cũng ngồi đây. Cho nên Phật không có trong tượng. Nhưng mà không có cũng được, bởi vì tượng đó là một cái biểu trưng để đưa cái tâm chúng ta hướng. Cho nên chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà giáo chủ bổn sư gì đó, mình tụng một lô để dẫn mình đi vào trong. Cuối cùng thời kinh rồi, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Nhận ra được các pháp ngoại tướng rồi, con hiểu được cái đó nó nằm ở trong con. Quý vị hiểu được điều đó ha. Thôi thì sáng hôm nay mình tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Mời đại chúng hồi hướng. Tiếng chuông huyền diệu đưa
lắng lòng nghe.